và trên tay thì cầm một thanh kiếm, đội một cái nón, một cái tay chỉ đặng xuống. Và trên một cái tháp thì từ ở dưới cao lên khoảng hơn 20 mét. Theo lịch trình thì Bùi Hồ sáng nay có mặt tại Khải Hoàn Môn Patusai, một cái biểu trưng của nước Lào, để quay cho cận cảnh cho cô bác quý anh chị xem Khải Hoàn Môn buổi sáng là như thế nào. Và đây là cái chiếc xe Bùi Hồ thuê từ một cái khách sạn Memory Hotel ngay tại thủ đô Viên Chăn, với giá nguyên một ngày là 120.000 kiếp và một buổi là 80.000 kiếp Việt Nam. Đây là một cái chiếc xe. Và có một cái bất ngờ như thế này nè cô bác quý anh chị. Ở đây thì người ta không có yêu cầu rằng là mình phải có bằng lái xe quốc tế hay như thế nào. Quý vị tại đất nước Lào nha cô bác quý anh chị, đó là hình ảnh người ta sẽ chạy một cái chiếc xe bán tải như thế này, đi cắt cỏ cho bò, bò ăn như thế nào á. Nhưng mà ở Việt Nam thì phải nói là nhìn rất là hiếm đúng không? Cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn không khỏi bỡ ngỡ khi đây là hơn 7 giờ sáng tại thủ đô Viêng Chăn của đất nước Lào. Thì Bùi Hồ vẫn đang ngồi uống một ly cà phê nè cô bác quý anh chị. Và ở Lào thì người ta dậy rất là muộn, khoảng 8 giờ thì cán bộ nhà nước cũng như là học sinh mới đi học. Nên vào lúc 7 giờ sáng như thế này thì mình sẽ rất là ít thấy người cũng như là hàng quán mở cửa. Nhưng ở đây Bùi Hồ uống cà phê ở chỗ cà phê Amazon đó, nên người ta sẽ mở cửa sớm hơn thường lệ. Và đây là những cái chiếc xe túc túc. Các anh túc túc này là những người thức sớm tại thủ đô Viêng Chăn này, và các anh sẽ đưa đón khách giá rất là rẻ luôn. Và túc túc là một trong những cái phương tiện khá là phổ biến ngay tại thủ đô Viêng Chăn cũng nói riêng và đất nước Lào nói chung. Điều khá là lạ khi mà Bùi Hồ cầm một cái chiếc xe gắn máy như thế này chạy trên thủ đô Viêng Chăn của đất nước Lào, thì đó là những cái chiếc đèn đỏ bên kia, cô bác quý anh chị thấy không? Khi mà đèn đỏ bên kia, bên đây đèn đỏ thì bên kia cũng có thể là đèn xanh, có thể bên kia chạy trước được. Không giống như ở Việt Nam thì ở bên đây thì sẽ là đèn đỏ, bên đây là đèn xanh, nhưng không, ở đây là đèn xanh, có bên kia có thể là đèn đỏ. Bây giờ bên kia đèn xanh chạy trước, cô bác quý anh chị. Chiếc xe gắn máy thì Bùi Hồ thuê với giá là 120.000 kiếp một ngày, có nghĩa là khoảng 180.000 đồng tiền Việt Nam á cô bác quý anh chị, so với thời điểm hiện tại. Hiện nay kiếp của Lào so với Việt Nam đồng thì đã giảm giá rất là nhiều. Nếu như 2 năm trước đây thì kiếp của Lào là khoảng là 100.000 kiếp của Lào thì khoảng là 270.000 tiền Việt Nam, thì hiện nay chỉ còn khoảng 130-140.000 tiền Việt Nam thôi. Nói về một đất nước Lào một tí xíu nha cô bác quý anh chị. Đất nước Lào là một đất nước không có đường, không có biển. Và đất nước Lào thì được giáp với Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Campuchia, với diện tích là bằng 2/3 diện tích nước Việt Nam. Nhưng mà ở đất nước Lào á, thì chỉ có hơn 7 triệu dân thôi, chưa tới phần nửa số dân của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại. Vì sao lại ít dân như vậy? Và ít dân như vậy là vì địa hình của đất nước Lào chủ yếu là đồi núi, và họ sản xuất chủ yếu là lâm nghiệp và nông nghiệp. Đất nước Lào là một đất nước nhập siêu, có nghĩa là hàng hóa chủ yếu là từ nước ngoài nhập vào, chứ đất nước Lào thì sản xuất ra để mặt hàng xuất nhập khẩu thì khá là ít. Ăn nhiều nếp nhất trên toàn thế giới. Vì người dân họ cho rằng là ăn gạo sẽ là mau đói, và nên người dân họ chủ yếu là ăn nếp với lại đồ nướng, chủ yếu là thịt nướng cô bác quý anh chị. Ở nước Việt Nam ta cũng có nhiều cái tập đoàn lớn đầu tư ở đất nước Lào, như là tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hay là tập đoàn Thành Thành Công. Và thậm chí là trên đường phố của đất nước Lào thì cô bác quý anh chị sẽ không khỏi bỡ ngỡ khi bắt gặp những cái ngân hàng như là Sacombank, Vietinbank đặt tại đất nước Lào. Và thậm chí là vào trưa nay thì Bùi Hồ chạy đi một cái tuyến đường đó thì bắt gặp được hình ảnh, đó là một cái trường tiểu học Nguyễn Du ngay tại đất nước Lào, có nghĩa là tiếng Việt được dạy ở đất nước Lào. Đường phố ở đất nước Lào thì khá là sạch đẹp, cô bác quý anh chị thấy là đường của đất nước Lào á, mặc dù xe chạy với số lượng đông như vậy nhưng mà họ rất là văn minh và lịch sự. Họ không bao giờ bóp còi, và gặp người đi ngang đường họ chủ động giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ. Một cái phương tiện khá là lạ ở đất nước Lào cũng như là không có ở đất nước Việt Nam, đó là xe túc túc và xe xám lọ. Túc túc là một loại phương tiện chạy khá là phổ biến ở đây. Nếu như mà các bạn mà không có thuê xe máy như Bùi Hồ thì có thể chạy xe túc túc được. Xe túc túc phía bên kia đó cô bác quý anh chị. Đó là những cái xe túc túc và giá chi phí cũng rất là rẻ. Và xe thứ hai là xe xám lọ. Xe xám lọ là nó giống như là có một cái thùng ở bên hông vậy đó. Ở nước Lào người ta rất là hạn chế bốc còi nha cô bác quý anh chị. Một điều mà mình rất là thích thú khi ở đất nước Lào, đó là ngành du lịch họ không có chèo kéo khách hàng. Khách hàng muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Họ không bao giờ họ
chèo kéo khách hàng để được bán được cái món hàng đó. Hai người bạn hàng với nhau có thể nói chuyện với nhau một cách vui vẻ bình thường. Ngay tại ngã tư như thế này thường có những cái chốt công an canh giữ. Ngang ngã tư thì thường có những cái trạm chốt công an ở cô bác quý anh chị. Và lúc nãy thì ngay ngã tư thì Bùi Hồ không có tiền quay. Không biết là bảo hiểm có là bị bắt buộc ở đất nước Lào hay không, nhưng mà Bùi Hồ thậm chí lâu lâu là thấy có những người mà không đội nón bảo hiểm vẫn chạy bình thường trên phố ở đất nước Lào, không có anh công an nào gọi hết á. Như phía bên trái nè. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình ha. Điều khá là ấn tượng khi ở trên đất nước Lào, thủ đô Viêng Chăn, đó là đường phố khá là sạch đẹp luôn cô bác quý anh chị. Không có gác và hệ thống thoát nước của thủ đô Viêng Chăn cũng cực kỳ tốt. Điển hình là trên những cái đường phố này á, thì mình thấy là họ chạy xe rất là văn minh. Mặc dù là cái phương tiện tham gia giao thông đôi khi thì còn cũ kỹ, nhưng mà họ không bao giờ bốc kèn như cô bác quý anh chị thấy chỗ ngã tư đằng trước á, người ta không bốc kèn luôn. Người ta sẽ nhường đường như thế này, thậm chí chỗ này không có đèn ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ gì hết á. Sẽ hạ tốc độ và chạy chậm lại. Anh chị có thấy biển xe của đất nước Lào không? Những cái chiếc biển số xe màu vàng có, màu trắng có, màu xanh có, cũng giống như ở Việt Nam vậy đó. Hôm qua thì Bùi Hồ có đi chạy ngang và gặp một cái khách sạn gọi là khách sạn Mường Thanh tại đất nước Lào. Nước Lào với lại nước Việt Nam là hai nước anh em. Có câu là nước Lào cũng giống nước ta, cái cửa là để đi ra đi vào. Ý nói là một cái nền văn hóa nó tương đồng với nhau á. Khi đến đất nước Lào thì cô bác quý anh chị phải đi thăm ở thủ đô Viêng Chăn, thì phải đi thăm cho bằng được là biểu tượng chiến thắng Khải Hoàn Môn Patusai, hay là đền thờ Thác Luôn, hay là tháp Thác Luôn, một trong những tháp được in trên một cái tờ 100.000 kiếp trên cái tờ tiền Lào. Mệnh giá lớn nhất của tiền Lào là 100.000 kiếp và đơn vị tiền tệ đó là kiếp Lào. Người Lào thì rất là thân thiện, họ sẵn sàng giúp đỡ mình và gặp mình sẵn sàng cười tươi. Cũng chạy khá là chậm chậm như cô bác quý chị thấy ha. Có những anh không đội nón mình chạy bình thường. Đây như anh này, xe này đợi mình nè. Ở Lào thì họ rất là thích chạy xe bán tải nha cô bác quý chị. Tại vì họ cho rằng xe bán tải là một cái phương tiện rất là tiện lợi, có thể chở người hoặc là chở đồ, chở những cái vật dụng đồ đạc ở trên đó luôn. Một số người Lào người ta nói rằng là khi vào Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nó rất là sợ cái tình trạng là giật đồ. Ở đây là cái nơi mà mình ở nhà nghỉ ở trong này nè cô bác quý anh chị. Nơi đây cũng khá là phát triển. Đây là chiếc xe sóng lọ đây. Người ta sẽ chở chiếc xe bên vậy. Không có bị bắt nha. Cô bác quý anh chị thấy đường xá ở đất nước Lào so với đất nước Việt Nam như thế nào, hoặc là so với nơi các bạn đang ở như thế nào, thì có thể bình luận cho Bùi Hồ được biết. Ghi Bùi Hồ cảm nhận đất nước Lào là một đất nước khá là thanh bình và mến khách. Nhưng mà du lịch thì đối với Việt Nam chưa phát triển, nhưng mà ở đây họ có những cái công trình lên đến hàng ngàn năm. Ví dụ như là đền thờ Bạch Phu nè đó, hay là cánh đồng chum nè, mà chưa được khám phá hết cô bác quý chị, mà chưa được khách du lịch biết đến nhiều. Ở phía bên trái của Bùi Hồ, đây là hình ảnh về cái con sông Mekong. Con sông Mekong chạy dài từ Bắc chí Nam. Và người dân Việt Nam á, thì họ sinh sống qua đây, sinh sống với lại cái nghề đó là buôn bán. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải. Ở đất nước Lào nổi tiếng với một cái thức uống đó là bia Lào. Bia Lào làm từ lúa mạch của Lào hay như thế nào đó, nhưng mà uống rất là ngon luôn. Đó, Mekong Sunshine Hotel cô bác quý anh chị. Và điển hình phía bên đó cô bác quý anh chị thấy ngân hàng Lào Việt không? Đó, đó là một cái ngân hàng Lào Việt. Và chúng ta sẽ quẹo sang phía bên trái. Ủy ban hợp tác Lào và Việt Nam. Cô bác quý chị sẽ thấy rõ nè ha.
Đây, nói có sách, mách có chứng. Ở Lào thì đi khoảng chừng vài km ngay tại thủ đô Viêng Chăn á, thì cô bác quý anh chị sẽ thấy được là một cái ngôi chùa. Cuộc sống ở đất nước Lào khá là chậm rãi chứ không có vội vã như ở Sài Gòn. 80% dân số Lào là theo Phật giáo và khoảng còn lại là Công giáo và các tôn giáo khác, hoặc là không theo tôn giáo nào. Để di chuyển ở tỉnh này qua tỉnh kia đất nước Lào á, thì phải tốn thậm chí là cả một ngày luôn mới di chuyển. Điển hình là Bùi Hồ di chuyển từ Chăm Pa Sắc qua Viêng Chăn á, cũng tốn thời gian nhiều lắm. Và phía bên phải đó là cái con sông Mekong, cái con sông chảy từ bắt nguồn từ Trung Quốc và chảy đến Việt Nam, cuối cùng là ra chính cửa sông là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đó cô bác quý anh chị. Và một cái hồ rất là lớn ở Campuchia đó là biển hồ Campuchia, thì cũng bắt nguồn từ cái con sông Mekong này. Đất nước Lào tên đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nha cô bác quý anh chị. Và theo ước tính thì sau khi mà học hết phổ thông á, thì các học sinh của đất nước Lào thường qua ở các trường như là đại học ở Huế, hoặc là đại học ở một số tỉnh Gia Lai hoặc là Sài Gòn, rất là nhiều luôn cô bác quý anh chị. Và ở clip trước thì Bùi Hồ cũng quay cho cô bác quý anh chị về một em sinh viên. Đây là những cái chiếc xe túc túc qua Lào học. Còn đây là một buổi bán ở hè phố ở đây. Ta phải cặp cái con sông Mekong á, có một cái khu gọi là ăn uống á, nó rất là sầm phước luôn. Thì cắt theo nhà kiểu mẫu á cô bác quý anh chị, mà mình không hiểu là họ cắt để cho đấu giá để bán hay sao, nhưng mà có những cái căn á nó vẫn còn chưa có hoạt động. Về cơ sở hạ tầng của đất nước Lào á, thì mình thấy rằng là nó không có phát triển cho lắm so với những cái nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng mà về con người thì rất là thân thiện, dễ thương. Cho 10 điểm. Và phía bên tay trái của Bùi Hồ, một cái tượng cao cao này là tượng của một vị vua. Chỉ biết là vì theo tìm hiểu một số tư liệu ở trên mạng thì chỉ biết đây là một vị vua thôi, nhưng mà không biết ông tên gì nữa. Cô bác quý anh chị biết có thể bình luận ha. Và người ta xây cho một cái tượng rất là lớn, hướng nhìn ra sông Mekong, chụp một vài tấm hình luôn. Hình ảnh vị vua này rất là to luôn, và trên tay thì cầm một thanh kiếm, đội một cái nón, một cái tay chỉ thẳng xuống. Và trên một cái tháp thì từ ở dưới cao lên khoảng hơn 20 mét đó cô bác quý anh chị. Nhìn ông, mặt ông thì rất là ngầu luôn. Và không biết là xây bằng chất liệu gì, nhưng mà mình thấy nó đen và có vẻ là cổ kính. Trên tay và một thanh kiếm, một cái cọng dây giống như là một cái cọng dây của nhà sư ở trong chùa mà ban cho các Phật tử rồi đó. Và ở dưới này thì ở dưới chân này thì mình thấy là mọi người thường hay đến đây cúng viếng nè, dâng những cái lễ vật lên cái vị vua như thế này. Và phía bên đây thì có một cái chú này đang bán những cái lễ vật cúng cho các mọi người đến đây á, hành hương cúng á cô bác quý anh chị. Đây là hình ảnh của ông đây, nhìn rất là oai nghiêm ha. Và đây là một cái điều khá thú vị tại đất nước Lào nha cô bác quý anh chị, đó là hình ảnh người ta sẽ chạy một cái chiếc xe bán tải như thế này đi cắt cỏ cho bò ăn như thế nào á. Nhưng mà ở Việt Nam thì phải nói là nhìn rất là hiếm đúng không? Ở phần sau thì người ta sẽ để giữ cỏ, và bên đây người ta sẽ cắt cỏ nè. Người ta sẽ cắt cỏ bên đây. Và chiếc xe này người ta chỉ để là đi cắt cỏ thôi. Chạy ở nước Lào là một đất nước khá là thú vị, khi mà chạy xe ô tô chỉ để đi cắt cỏ cho vui thôi cô bác anh chị. Anh đó cắt cỏ, còn xe bên kia là mình chỉ nghe nói gọi là qua sách báo thôi, nhưng mà hôm nay mới chứng kiến được sự thật chạy xe du lịch để đi cắt cỏ.
Đó. Còn cái điều khá là hay ha. Đâu phải muốn làm là làm được đâu cô bác anh chị ơi. Khủng khiếp thiệt. Đất nước Lào là một cái đất nước khá là giàu về lâm sản. Và những cây gỗ quý thì rất là nhiều. Với lại đá, đá quý và gỗ quý là đất nước Lào là số 1 luôn cô bác anh chị. Ở ngay chỗ ngã ba ngã tư thì thậm chí là không có đèn xanh đèn đỏ luôn. Và nhanh á, cái đèn nhanh người ta cũng không có dùng cái tiếng beep luôn để cho hạn chế cái tiếng ồn. Nhưng mà xe thì có thể là khí thải cái môi trường nhiều cũng được, nhưng mà đừng có tiếng ồn âm thanh là được rồi. Chắc có nhiều cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn sẽ thắc mắc là Bùi Hồ có bằng lái chưa. Mà qua đất nước Lào lái thì khi mình hỏi thuê chiếc xe như thế này đó, thì người ta sẵn sàng, người ta chỉ cần giữ cái bắp vo mình lại thôi. Và mình trả chiếc xe người ta đưa mình lại, người ta nói là không sao đâu, cứ chạy bình thường. Chia sẻ về đất nước Lào, thủ đô Viêng Chăn là thủ đô sau này thôi. Trên nước đây là thủ đô ở ngay tại tỉnh Luông Pha Găng bây giờ. Giống như là cố đô Huế so với lại là thủ đô Hà Nội bây giờ, có bác quý chị. Đất nước Lào có 12 tỉnh. Thì trong đó có ở phía nam thì có tỉnh là Champasak, một cái trong những cái tỉnh khá là phát triển. Ngay tại thành phố Bắc Xới và có một cái khu di tích đó là Hoạch Phu của cô bác quý anh chị được công nhận là di sản văn hóa của thế giới. Thứ hai là ở miền Trung thì có Sanavakhet, còn ở khu vực miền Bắc thì có Viêng Chăn. Miền Trung thì có Sanavakhet, với lại giáp với Thái Lan thì có Viêng Chăn, còn ở miền Bắc thì có Luông Pha Găng. Với lại một cái khu di tích khá là nổi tiếng đó là cánh đồng Chum. Năm lịch sử thì đất nước Lào cũng trải qua gần ấy sự chống giặc ngoại xâm, như là chống nước giặc Pháp nè, thì chống quân Xiêm nè, thì trải qua cũng những cái sự thăng trầm. Giờ thì bóp còi là mình cũng hơi bị nó sai sai ở trong cái nước Lào đó cô bác anh chị, tại vì chạy ở Việt Nam thì nó khá là quen rồi. Ở xa xa là mình sẽ thấy được một cái chùa như thế này. Sẽ nhường mình tự nhiên mình bóp còi cái mình bị quên rồi. Đây là một cái khu của người Trung Quốc. Theo lịch trình thì Bùi Hồ sáng nay có mặt tại Khải Hoàn Môn Patusai, một cái biểu trưng của nước Lào, để quay cho cận cảnh cho cô bác quý anh chị xem Khải Hoàn Môn buổi sáng là như thế nào. Và đây là cái chiếc xe Bùi Hồ thuê từ một cái khách sạn Memory Hotel ngay tại thủ đô Viêng Chăn, với giá nguyên một ngày là 120.000 kiếp và một buổi là 80.000 kiếp Việt Nam. Đây là một cái chiếc xe và có một cái bất ngờ như thế này nè cô bác quý anh chị. Ở đây thì người ta không có yêu cầu rằng là mình phải có bằng lái xe quốc tế hay như thế nào, mà chỉ có bằng lái xe Việt Nam thì cũng được rồi. Nhưng mà trên cái đoạn đường Bùi Hồ chạy đi á, thì bị công an, một anh công an người Lào bắt lại. Và anh nói mình là lấn cái làn xe chạy, là cái làn xe đó là để cho quẹo phải chứ không phải là để đậu xe. Và anh bắt mình, anh kêu, anh đòi đưa mình vô công an và giữ cái chiếc xe này lại luôn. Thì mình, anh thì cũng không rành tiếng Anh, mà mình thì cũng không có biết tiếng địa phương. Thành nữ là dằn co một hồi thì anh mới bấm một cái máy tính và anh nói lúc đầu mình đưa cho anh là 50.000 kiếp. Tại vì mình biết ở đây thì người ta sẽ công an rất là dễ dãy với lại khách du lịch. Mình đưa 50.000 kiếp, anh nói no, mình không biết gì luôn. Cái cuối cùng là anh lấy cái máy tính, anh bấm cái điện thoại là máy tính là 100.000 kiếp, rồi anh thả mình đi. Anh nói là
dắt cái chiếc xe này về luôn. Đó, mình khá là bất ngờ. Thật ra thì khi đi nước ngoài á, mà chạy xe vi phạm luật giao thông á, thì nó kiểu là mình không có muốn vi phạm, mình có giấy tờ đầy đủ hết à, nhưng mà lấn làn thì mình không có hay, mình không có biết, nên đành nữ là đây là cũng là một cái gọi là một cái trong những cái chuyện mà ngoài ý muốn mà hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Thì nếu như mà đi nước ngoài, một cái cách an toàn nhất á là mình sẽ ở đây mình thuê xe túc túc nào hoặc là thuê taxi. À, còn nếu như mà các bạn rành đường ở đây á, thì các bạn cũng có thể là đi chiếc xe như thế này. Và lần đầu tiên trải nghiệm cũng là lần đáng nhớ bị công an nước ngoài bị công an nước ngoài bắt vì vi phạm tham gia giao thông. À, thì nơi đến thì cũng đã đến rồi, cô bác quý anh chị hiện nay vẫn còn găng gung. À, họ kiểm tra giấy tờ cũng khá là đầy đủ. Và nơi cũng đã đến đây là công viên Batusai, một trong những cái công viên Khải Hoàng Môn được xây dựng từ thế kỷ 19, nói lên sự chiến thắng của người Lào trước người Pháp. Đây là Batusai công viên, cô bác quý chị. Mỗi khi mà khách du lịch hay là một cái đoàn nào từ Việt Nam qua thì đều muốn đặt đến công viên này để mà check in một vài tấm hình gì đó. Vào buổi tối thì công viên thì nhìn nó rất là khác so với ban ngày. Nhìn xa xa kia là công viên là Khải Hoàng Môn Batusai, gồm có 4 cánh cửa. Cái Khải Hoàng Môn Batusai này thì được xây dựng vào thế kỷ 19 nhằm biểu trưng của sự chiến thắng, và được xây dựng bởi một cái kiến trúc sư nghiệp dư, cô bác quý chị. Và người ta cho rằng là có thể là leo lên trên cái tháp luôn, gồm có rất là nhiều tháp ở trên đó leo lên, và nó cao khoảng vài chục mét đó cô bác quý chị. Thì để review cận cảnh mời cô bác quý chị theo Bùi Hồ ha. Thì lần đầu tiên bị công an bắt cũng khá là gung, hiện nay nói chuyện với cô bác quý chị vẫn còn hồi hộp. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Giao thông ở Lào thì cũng như Bùi Hồ có nói với cô bác quý chị á, ở đây người ta rất là hạn chế khi là bốc còi, vì cho rằng là còi là một cái phương tiện không thiết yếu trên một cái chiếc xe. Và văn hóa giao thông, tham gia giao thông của người Lào cũng rất là nghiêm túc, họ luôn nhường đường cho mình à. Đường phố ở thủ đô Viên Chăn này khá là sạch sẽ. Có anh này anh chào mời mình chụp hình nè. Anh nói là chụp cái góc này đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái công trình này cao đến 7 tầng và 4 cánh cửa chính. Và ở đây là thậm chí là người ta có thể bán vé lên đây với giá là 3.000 kiếp trên một người. Ở trên hình này là chúng ta thấy được là trang trí bởi tượng vua Naga. Thì tí xíu nữa mình sẽ lên đó nha cô bác quý anh chị. Ở ngoài trước này thì chúng ta thấy có một cái hồ nước rất là đẹp luôn. Theo Bùi Hồ được đọc một số thông tin biết rằng thì tháp Batusai này nó cao khoảng hơn 50 mét đó cô bác quý anh chị. Và ở trên là một vị thần. Ở đây có 4 cái cánh cổng chính. Đây là nhìn ở bên ngoài á, vào buổi sáng thì chúng ta nhìn cái Batusai này vào buổi sáng thì chúng ta sẽ thấy nó rất là cổ kính. Như các tượng thần ở trên đó, cô bác quý chị thấy ở trên thì có 3 cái tháp ở trên kìa. Nghe nói rằng là người ta sẽ có bán vé đi lên trên đây để khám phá luôn. Ở đây là người ta bán các vật phẩm trang trí của đất nước Lào. Thậm chí là người ta có bán tiếng Việt là học tiếng Lào cấp tốc luôn nè. Nhà xuất bản và phát hành sách Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếng Việt thì được đưa vào ở trong cái giáo dục của Lào luôn, cô bác quý anh chị. Nên thành nữ là những cái cuốn sách mà như thế này nè. Học tiếng Lào cấp tốc và người ta viết cả luôn tiếng Việt ở trên này.
Còn đây là một cái lá cờ Lào. Nhìn rất là dễ thương ha. Và Lào thì người ta sẽ mua cái này, người ta để đựng cơm mà. Kim khao. Kim khao, người ta lại đựng đựng cơm á. Ở đây là các phòng bạn. Và đây là những cái hình bạc. Đây là bản đồ của nước Lào. How much? Ani bỏ anh kip bát. Kip. Kip bỏ. Bay hèn nè. Sàn. Dạ. 45. 40. Đẹp 45. 40. 45. Dạ đó. Đó. Chị đòi 30.000. Xem. Thì đòi là cái bản đồ này á là có giá là 30.000 kiếp. Mình nói là thôi cái bản đồ này là bán cho mình là khoảng 25.000 kiếp thôi. Còn đây là cái Khảo Hoàng Môn Batusai. Đây là một cái tháp thạc luôn. Thạc luôn. Ở đây Lào. Lào, Thái Lan, Việt Nam. Yes. Computer. Twenty-five. Okay. Odi one. Twenty-five. One. Okay. Two. No. okay. For you. Mình trả là 25.000, chị cũng bán ở đây nói cũng khá là thấp nha mọi người. Ở đây thì nước Lào sẽ chia ra làm 3 vùng: Hạ Lào, Trung Lào và Bắc Lào. Ở vùng Hạ Lào thì có một cái đền thờ khá là nổi tiếng, đó là Vạch Phu. Ở Trung Lào thì có là Thạch Luân, xây dựng từ thế kỷ thứ 3. Và ở Bắc Lào là Quốc Sinh Thong. Nhìn dễ thương. Đây, hàng kèo. 20.000. Người ta bán ở đây không có tình trạng là chèo kéo khách mua, nắm tay nắm áo đồ đâu. Nhưng mà người ta bán rất là một cách rất là dễ thương. Và ở đây có những cái áo của nước Lào luôn nè mọi người. Và thật luôn là đây là Batusai, một cái biểu tượng của nước Lào với lại hai con voi. Những cái áo rất là dễ thương ha. How much liquid one? 35,000 kip. 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 One liquid one. Yes. Liquid one kip 45.000 là tương ứng với khoảng 60-70.000 về tiền Việt Nam á. Bán khá là đắt ha. Và bây giờ mình sẽ vô đây mình mua một cái vé để mình đi lên. Ở Lào thì người ta rất là thích đeo vàng cũng như là những cái vòng bạc như thế này. Đây, những cái vòng bạc như thế này ở Lào thì rất là nổi tiếng luôn. Và tượng con voi là tượng không thể thiếu tại nước Lào. Đây là tượng con voi nè, cô bác anh chị. Ở ngay chỗ cái Batusai này, cô bác anh chị thấy mỗi một cái, có 4 cái cổng ha, nhưng mà mỗi một cái cổng thì nó rất là to, thậm chí là 20-30 người ôm không xuể. Vào buổi tối lên thì rất là đẹp, như buổi hồ đã quay cho cô bác anh chị xem. Đi thăm đền thờ Batusai thì bị công an đi thăm cái Khảo Hoàng Môn Batusai thì bị công an bắt lại, phạt hết 100.000 kiếp, coi như là một bài học quý giá trong đời. Tiết kiệm Batusai. Tiết. Dạ. Tiếc là hôm nay thì người ta không có cho mình lên và người ta nói là no. Ở đây có bán rất là nhiều cái áo của nước Lào như thế này. How much? 50,000. 50. Dạ. 50 là 50. 50.000 kiếp.
Dạ. Này nhìn cũng đẹp đẹp ha mọi người. $40,000 thôi, tự nhiên chị này trả lại là 40. 30.000 kiếp thì nó khoảng 60-70.000 tiền Việt Nam á, giải thì nè. Dạ. Mấy ở đây cũng nói thách lắm cô bác quý anh chị. Ở đây là cái áo này mình hỏi là bao nhiêu tiền thì chị nói là 50.000 kiếp, mình trả là 30. Chị nói là 35.000 kiếp. Đâu mặc thử coi được không cô bác quý anh chị. Hiện nay thì đảo của Ách đang thành người Lào với hai cái chiếc vòng ở trên tay nè cô bác quý anh chị. Và thậm chí là mặc cái áo quảng cáo cho nước Lào luôn. Thì rất mong là đây là một cái thứ phim khá là hay và bất ngờ gửi đến cô bác quý anh chị tại Patusai, một cái khải hoàng môn của nước Lào, một cái biểu trưng chiến thắng của người Lào. Và vừa rồi thì Bùi Hồ mới vừa giới thiệu cho cô bác quý anh chị về con người cũng như là về đất nước Lào, một đất nước khá là thân thương, về thủ đô Viêng Chăn của đất nước Lào. Thì trong cái thông tin cung cấp thì không tránh khỏi sự sơ sót, thì mong nếu như có gì cơ sơ sót mong các cô chú anh chị có thể bỏ qua. Và hình ảnh ở ngoài sau lưng khá là thân thương, điển hình của đất nước Lào, đó là những cái chiếc xe túc túc như thế này. Và thậm chí ở trên cái chiếc xe đó thì được các nhà sư, người ta sẽ sơn bùa làm phép ở trên này để cầu mong sự may mắn. Khi đến đất nước Lào thì chúng ta có thể đi bằng các phương tiện như là xe túc túc, taxi hoặc xe xám lọ, nhưng mà ưu tiên sử dụng xe túc túc này sẽ rẻ tiền và lại mát mẻ, thân thiện với thiên nhiên. Thì rất mong cô bác quý anh chị luôn đồng hành và ủng hộ cùng Bùi Hồ và chuỗi video clip tại Lào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở chuỗi video lớn sau về người Việt tại Lào cũng như là con người và đất nước Lào. Xin chào và hẹn gặp lại.